Người nha, hiện tại mình đang có mặt ở cái bến phà Thạnh Thới này nè. Cái bến này là cái bến này sẽ vận chuyển ô tô qua bên Phú Quốc nha. Hiện tại mình sẽ đi cái chuyến tàu là 12:50. Thì bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại trên kia kìa. Mình sẽ để cái số điện thoại nó trên màn hình. Thì thường thì bây giờ mình sẽ đi cái là cái đây là cái bến sẽ đi ra sẽ chở, đây là bến này là phà này sẽ chở xe nha mọi người. Đi có thể là khoảng 4 tiếng, đi cả người và xe luôn. Thì tiền xe thì nó miễn tiền tài, còn những người ngồi trên xe thì sẽ phải trả thêm phí. Bây giờ nắng quá mọi người. Xe của mình luôn nha mọi người. Kèm giấy tờ đầy đủ nha để lên tàu. Chuyến 1 đã kết thúc 20 năm trước. Xâm lược của Hitler vào Đông Âu, trong đó có hai vợ chồng người Do Thái là Marian Jung. Xe đang xếp hàng để đi xuống phà nha mọi người. Được xếp hàng trong kia kìa. Người ta chở xe máy nha mọi người. Đây là Phan chở xe. Nên có ý định đi ô tô qua nên đặt vé trước nha. Mình thấy đông lắm, rất là đông luôn. Có thể là nếu mà mình tự lợi mình mua vé hay là không có vé luôn á mọi người. Theo mình nghĩ là như vậy, cái vé mình là mình đã đặt trước. Nãy mình mua vé là xếp hàng rất là đông luôn. Ở trên kia có chở xe máy nữa. Đây là vừa chở người vừa chở xe máy nha mọi người. Chở người nè mọi người. Giờ rồi mọi người chưa tới đảo nữa. Mọi người cứ đi ô tô á, nhớ tải sẵn những cái hài kịch đồ ở trên xe để xem nha. Xe như mình có tải sẵn à, để giải trí trên xe mọi người chứ mấy tiếng lận. Nơi cũng chiều rồi nha mọi người, giờ mình chuẩn bị đi đến khách sạn. Đây nhà ga bến phà Thạnh Thới. Bến tàu đang lái nha mọi người.